Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như lẽ con Chúa ngủ cùng và bây giờ là làm có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân. Lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin kẻ mắt thương xem chúng con. Đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, vạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Chúa Kitô, đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse Diêm Phúc, xin cùng hãy tỏ ra Ngài là Cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm, và xin bảo vệ chúng con mọi mọi sự dữ. Amen. Lạy các Thánh Tử Giáo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các Ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn chủng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các Ngài được vững vàng tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các Ngài đã yên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các Ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ.
nguyện cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Sơ kính chào quý bà và anh chị em. Hôm nay thánh lễ chúng ta dâng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: Maria Lê Thị Du, dỗ 34 năm; Pedro Đinh Xuân Hoàng; Pedro Đinh Xuân Hiếu, đỡ dỗ; Thomas Nguyễn Văn Ba, bước qua đời. Cầu nguyện cho một người con trai được bình an và trở lại với Chúa. Một thánh lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kiến thánh Vincent de Paul, một vị thánh luôn luôn chăm sóc đến người nghèo, người lỡ bệnh, người cù bất cù bơ trong xã hội. Ngài chăm sóc từng miếng ăn, nước uống cho họ. Đó là một ơn gọi mà Chúa Giêsu hôm nay trong bài tin mừng mới nói: các con hãy đi giảng đạo, đừng mang bất cứ một cái gì, hãy dựa vào tình yêu của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Ngài sẽ lo tất cả. Đó là chúng ta chuẩn bị tinh thần, chứ đừng chuẩn bị vật chất để chúng ta sống. Và vì vào vật chất, chúng ta sẽ hoang mang và chúng ta sẽ mất định hướng. Với tâm tình chúng ta bước vào thánh lễ như vậy, xin Chúa thành tâm cho chúng ta được mời gọi là trở thành con cái của Chúa, được trở thành môn đệ, cũng là sứ vụ chúng ta đi giao giảng tin mừng. Đó là tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Vincent Paulo linh mục, một đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người khốn cùng và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin cho chúng con biết nghe lời người dạy, bắt chước việc người làm mà xả thân vì bác ai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chiếc sách Extra. Tôi là Extra. Khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu. Áo trong, áo ngoài đều rách hết. Tôi quỳ gối xuống, giơ tay lên, Chúa là Thiên Chúa tôi mà thưa rằng: Lạy Chúa, con hổ ngươi thẹn thùng không dám ngước mặt lên cùng Chúa, vì những sự gian ác của chúng con chồng chất trên đầu chúng con, và tội lỗi chúng con cao lên tới trời. Kể từ thời cha ông chúng con cho tới ngày nay, tội lỗi chúng con đã quá nhiều, và vì sự gian ác của chúng con, nên chúng con, vua Chúa, tư tế của chúng con bị trao vào tay vua các dân ngoại, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc, và bị thẹn mặt như ngày nay. Và hiện giờ đây, Chúa vừa tạm ban cho chúng con một chút lòng thương xót, là để cho chúng con sống sót phần nào và cho chúng con một nơi ẩn náu trong chốn thánh của Chúa, để soi sáng mắt chúng con và ban cho chúng con một chút sự sống trong cảnh nô lệ của chúng con, vì chúng con là nô lệ mà Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ. Nhưng Chúa đã khiến cho các vua Ba Tư thương xót chúng con, mà cho chúng con còn sống, để chúng con xây cất nhà Thiên Chúa chúng con, tu bổ những nơi hoang tàn, và cho chúng con một chỗ ở trong xứ Judea và tại Jerusalem. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin mời mọi người cùng đọc. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. Chúa trừng phạt rồi lại tha thứ, Chúa đầy xuống âm phủ rồi lại đem ra, và không một ai thoát khỏi tay Chúa. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. Bởi vì thế Chúa đã phân tán các ngươi giữa các dân tộc không nhìn biết Chúa, để các ngươi tường thuật các việc kỳ diệu của Người, để các ngươi làm cho họ biết rằng ngoài Người ra không có Thiên Chúa toàn năng nào khác. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. Hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho chúng ta, hãy tuyên xưng Người với lòng cung kính và run sợ, hãy suy tôn vua muôn đời trong những việc làm của các ngươi. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. Tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, vì Người tỏ ra uy quyền trước mặt dân phạm tội. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. Hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực hiện sự công chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng Người có lòng từ bi với các ngươi. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. Xin mời cộng đồng cùng đứng. Alleluia, Alleluia.
Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thì ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Và người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng, khi đi đàn các con đừng mang gì cả, chứ mang giày và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại để chứng tỏ tố cáo họ. Các ông liền đi rao giảng khắp nơi làm mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa sơ, kính thưa quý ông bà bạn chị em. Xong đệ nhị tiết thứ hai, thứ chín thứ hai, thì ở bên châu Âu, các nước Pháp này nọ tàn phá rất nhiều. Và có một vị linh mục trẻ được sai đến một nơi để bắt đầu rao giảng tin mừng, tái lập lại đức tin cho họ. Và khi linh mục trẻ này được sai đến nhà thờ thì còn bốn bức tường, dân làng thưa thớt, lính chết tàn mát khắp nơi, chỉ còn những người già và những người trẻ không còn sống đâu. Khi mà đứng trước ngôi nhà thờ, linh mục đó nhìn thấy, cảm thấy bất mãn, cảm thấy mệt mỏi. Và trong một khoảng chốc đó, người linh mục trẻ bắt đầu lời Chúa, con cảm tạ Chúa. Bắt đầu người linh mục trẻ đó dùng với khả năng của mình và sức lực của mình lôi kéo những người bạn trẻ cùng nhau xây dựng tại ngôi nhà thờ. Và trong một thời gian khá dài, ngôi nhà thờ được hình thành, và từ đó những người giáo dân họ trở lại, rồi xây công an việc làm, tất cả những điều kiện cho giáo dân ở đó. Một thời gian sau, vì làm việc quá nặng, lao lập, lao nhập tâm sức, rồi đâm bệnh, nằm giường, liệt giường. Và giáo dân đứng chung quanh nói cầu nguyện cho Ngài. Và Ngài, những lời cuối cùng Ngài nói với tất cả những người chung quanh: trước khi tôi được làm linh mục, ba tôi có dặn ba điều mà tôi giữ tới bây giờ. Thứ nhất, đừng nợ ai một xu. Thứ hai, đừng nợ xu nào với Chúa. Và đừng, thứ ba, đừng ai để nợ mình một xu. Bắt đầu người linh mục đó đi một cách thanh thản. Người linh mục đó làm việc tận sức, cống hiến cả cuộc đời mình, tuổi thanh xuân và sức lực tâm trí tới một ngôi làng, tái tạo lại niềm tin, tái tạo lại tin mừng của Chúa. Và từ đó tất cả người ta quy tụ lại, nhà thờ trở thành trung tâm, là trái tim của nơi, tức là ngôi làng đó. Nếu mà chúng ta nghe bài phúc âm ngày hôm nay thì chúng ta thử hình dung tại sao Chúa Kitô kêu các môn đồ, 12 môn đồ đi rao giảng tin mừng, đừng mang một cái gì hết, ngay cả tiền bạc, áo quần cũng đừng mang. Không phải là không mang, không theo mang ý nghĩ đen đó, nhưng mà đừng dựa dẫm vào tiền bạc và chất mà đánh mất cái mục đích của mình đi. Cái mục đích của mình là mang tin mừng đến nơi đó, mang tình yêu đến nơi đó,
để tái tạo cái niềm tin đó, để mang cho họ cái ánh sáng tin mừng, để họ sống một cuộc sống tinh thần và họ nhìn thấy cái cùng đích đích thực là thiên đàng và tin mừng của Chúa Kitô. Nếu mà chúng ta đánh mất cái niềm hy vọng đó bằng cách chúng ta sống mỗi cuộc sống vật chất như vậy, thì tôi bảo đảm rằng cái sự rao giảng đó nó trở thành vô không, không có một cái gì làm cho con người ta thay đổi được. Tại vì chính người đó sống dựa vào vật chất thì làm sao mà ảnh hưởng tới những người khác được. Đức Sơn Đập Phô là một vị thánh luôn luôn sống cho những người nghèo, lấy cái điều đó làm cái mục đích sống của mình. Đó là hình thức giao giảng tin mừng một cách đích thực nhất, không bằng sống bằng vật chất mà Ngài sống bằng cả cuộc đời của Ngài, có gì ăn đó, có gì làm đó, và sống dựa trên tình yêu của Thiên Chúa. Thì như vậy nó lôi kéo tất cả mọi người trở về với Thiên Chúa một cách đích thực nhất. Và khi họ đi theo như vậy, họ cũng theo cái con người vật chất, họ theo con người chức tôn trong cái người giao giảng đó, là một tinh thần, một tình yêu, một ơn cứu độ. Đó là hai cái khía cạnh mà chúng là những người được sai đi và suy nghĩ rất chu đáo. Và cái cuộc hành trình đó là chúng ta phải rèn luyện một cách làm sao cho chính bản thân mình trở thành một cái bài giảng sống động bằng chính cuộc đời của mình. Cái tài ăn nói, cái sự khéo léo, cái sự thông minh, đó là cái bề mặt, đó là cái làm tăng thêm cái mục đích cho mình, làm tăng thêm cái điều mà chúng ta giảng dạy. Nhưng mà chính cuộc sống thực tại và con người thực sự của mình mà có Chúa Kitô thì trở thành một cái điều gì rất rất là tốt, rất là đáng mà chúng ta phải suy nghĩ. Thì đó nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác rất nhiều và lôi kéo được mọi người. Đó là không phải là vật chất, đó là tinh thần, tình yêu của Chúa chúng ta mang lấy để vai trò mà chúng ta có trách nhiệm đi giao giảng tin mừng. Nếu mà chúng ta thử suy nghĩ coi, một cảm nghiệm của tôi khi mà xuống dưới miền quê mà dưới bờ dưới đó đi làm lễ chạy gần 100 cây số có 2 người rao giảng cái gì bây giờ? Có 2 người thôi đi đến lễ cuối tuần, làm sao chúng ta giao giảng cái gì bây giờ? Không có người, làm sao chúng ta giao giảng? Mà giao giảng cho chính mình, cho chính mình. Tôi sống với 2 người này, đó là ơn gọi của tôi. Về cộng đoàn Công giáo Việt Nam chúng ta, con số quá đông, giao giảng, chúng ta lại sống một cuộc sống cho chính tôi nữa, để chúng ta cảm, tôi cảm thấy là qua cuộc sống hiện tại, qua cuộc con người thực sự của tôi yêu, tôi sống, tôi cảm tạ, yêu như Chúa Kitô, sống như Chúa Kitô, giảng như Chúa Kitô. Đó là cuộc sống hiện tại nhất mà chúng ta suy nghĩ. Và các ông bà, anh chị em cũng vậy. Chúng ta sống trong gia đình, tôi cũng sống như Chúa Kitô, tôi cũng giảng như Chúa Kitô, và tôi cũng chết như Chúa Kitô. Đó là ơn gọi mà chúng ta trở thành môn đồ của Chúa Kitô. Những cái bài giảng nó thực tế nhất, những cái cách đi mục vụ đó là thực tế nhất. Không có gì mà thực tế bằng để sống thực tại của mình. Mình sẽ lôi kéo được tất cả mọi người. Amen. Lạy Chúa là trước cả trời đất, tiếc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu sự đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất,
Nhưng tượng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Sự này là sản phẩm từ cái nhau và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của hướng thiêng liêng cho chúng con. Chúa công thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thế hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Vincent biết can đảm lấy cuộc sống để diễn tả các mầu nhiệm thánh nhân cử hành. Xin Chúa dùng sức mạnh của thánh lễ này làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lời Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn để ra trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang chuyển Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco
Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôn tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài. Các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con và các linh hồn trong địa ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hòa hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng mỗi đức chính nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, tất cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Tin nhờ người, với người và trong người mà mọi dân dữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, là Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành thank you.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con, ước gì gương bác ái thánh Vinh Sơn để lại, vừa khích lệ vừa nâng đỡ chúng con, để chúng con hăng hái đem tin mừng cho người nghèo như chính có một Chúa, đấng hằng sống hiền trị cùng Chúa đến muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn sơ, cảm ơn quý bà anh chị em, chúc quý vị một đêm bình an. Thank you. Nguyện xin thánh ca du xe biển cao sang, đầy đam nó đầy muôn phúc trên ngai vàng. Cứu du chúng con lễ trần lâm thang, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhà. Đêm tôi mây che khuất quê bằng yên, lòng còn sao xuyên sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hỏng trôi, xin Cha thương dẫn con về bên yên vui sẵn. Nguyện xin thánh ca Giuse quyền cao sang, đầy đam nó đầy muôn phúc trên ngai vàng. Cứu du chúng con thế trần lâm thang, ngày đêm mong về.